Đây các cô bác, đây là bên trong một cái căn nhà sàn của người dân tộc ở xã Đa Năng, đúng không ba? Đúng rồi, Đa Năng. Thì ba mấy cô thấy thì ở dưới là họ chất củi, rồi họ ở trên, rồi có một cái tầng hầm, mình sẽ đi vào. Đó, nhưng mà nhà người ta mình đâu được vào. Đứng đây là các cô bác chúng ta thấy nè. Đó. Bên trong thì ba mình rồi thấy có cái võng nè, có cái giường áo đó, cây. Rồi các cô chú bác thấy á, đông quá nước phát sạch. Quá trời luôn. Sao hết thì không có. Đây. Rồi, cho con nè. Cho con ha. Đi xì cho con nha. Đây. Đó. Rồi. Đây. Đây cho con. Đây. Đây. Còn bé nào đó không nè, cho con nè. À có rồi ha. Còn bé nào chưa có không? Đây có bé nhỏ nè. Đây cho con nè. Đây rồi. Đây để cho vô lấy cho con. Đây cho con. Đây. Đây. Còn bé nào chưa có không? Đây đây. Con có chưa? Con có này chưa? Đây cho chú luôn nè đó. Rồi đây nè các cô bác. Đây là một trong những cái xã bị cô lập. Bây giờ ba mẹ còn xây dựng cái khu cho bác đi vào cái nơi này. Hồi xưa khi mà lũ tới đó các bác, cái cây cầu này là nó ngập qua cái cây cầu này luôn. Nó rất là nguy hiểm. Các bác ha. Và cái bản ở bên kia là đã bị cô lập rồi. Bây giờ họ không cho xe vào. Bây giờ chỉ còn đi bộ. À, các cô bác thấy không? Nó bị sạt lở mà cái mấy cái đường mà hướng dẫn nè, đó gãy hết rồi. Đó, suối. Thì nói chung là hôm nay dẫn các cô chú bác đi sâu vô bên trong luôn. Cái chỗ nào mà mình đi được thì mình đi, còn cái đoạn nào mình đi hết được thì mình đi ra. Đó.
Nó đang đi xuống dốc nè. Úi da, đường rất là trơn nha các bác. Tới đây là cảm thấy là đường nó xuống dốc á, nó làm cho mình cả cảm giác rất là trơn. Mấy ngày trước á, là cái cây cầu này là nó bị ngập qua luôn. Rồi, quay toàn cảnh cho các cô bác xem. Toàn là đất đá. Và cái dòng sông này cho nên nó có một cái dòng nước chảy nè. Cho nên ở đây có một cái nhà máy thủy điện. Còn cái cây cầu này là họ không có thành cầu. Và bắt cây cầu này qua. Và đợt trước á, các bác thấy không, từ đây mình nhìn xuống đây nó rất là sâu nè. Nhưng mà khi mà lũ lên á là nó ngập qua hẳn cái cây cầu này luôn. Là các cô bác biết cỡ nào rồi đó, là nó ngập ghê lắm. Rồi đằng kia kìa, rất nhiều cái khu chỗ bị sạt lở. Các bác thấy không, gãy hết rồi, những cái cây trụ kìa, gãy. Rất là đẹp. Đó. Còn đây là người dân tộc. Những cái cây tre nè các bác thấy không, nó cuốn theo những cái bụi tre nè. Xong rồi các cô chú bác thấy không, tiếng suối nó rất là đẹp, nghe róc rách róc rách. Bây giờ mình sẽ đi thẳng sâu vô bên trong luôn đó. Đó, ở đây nè các bác thấy không, đó nó bị sạt lở xuống nè, những cái cây nè đó, cái khu vực này là khu vực sạt lở nè đó. Những cái trụ mà bê tông nè, những cái cục điện nè, các bác thấy không, nó bị sụp xuống luôn rồi đó, rất là nhiều. Đây đóng cái bờ kè nè để cho lỡ sạt nè. Đó, chú thấy không, đất ở đây là coi như là đều bị sạt hết nè, nó sạt ra ngoài đây luôn nè. Đó, ghê hồn, ghê gớm. Đứng ở đây nhìn ra nè, quá đã quá quá, núi non hùng vĩ. Đây là trên bản danh làng. Đằng xa xa kia kìa các bác thấy không, đó những cái căn nhà. Đẹp quá, cảnh rất là đẹp. Đây là một anh người dân tộc Vân Kiều đang đánh lưới nè các cô bác. Giờ để mình ba Michael sẽ dẫn các cô chú bác đi xuống dưới nha. Trời ơi, bốc lên quá trời luôn, cao quá trời luôn. Để mình đi xuống dưới nha các cô chú bác. Rất là nguy hiểm nha. Nhưng mà ba Michael đi xuống luôn. Để coi có lúng không. Đúng không? Chỗ này là nó đang bị sạt lở nha các bác. Mà ba mẹ còn đi xuống không? Wow, có cá không? Có hả? Bác mấy con rồi? Wow.
Ok, quăng tiếp, quăng tiếp. Ờ, quăng trên đây ha. Đi. 1, 2, yeah. Wow. Có không? Wow. Có tôm luôn. Ồ. Oh. Quăng tiếp, quăng tiếp. 1, 2, 3. Có tôm không? Wow, quá trời luôn. Tôm phải không? Wow. Đó, bắt đầu cuốn lưới lên. Con gì, con gì? Wow, con tôm. Có bao giờ bắt được cá lớn không? Có luôn. Hay quá. Ừ. Ok. Đây là người dân tộc Vân Kiều. Ui da, hồi giờ nó lúng. Woo, tuyệt vời. À, đi kéo đi. Ô, nguy hiểm không các cô chú bác? Dòng nước đang chảy rất là xiết, nhưng mà em ấy đi xuống ra giữa dòng luôn. Có sợ không? Nước chảy mạnh quá có sợ không? Sợ hả? Có cá không? Wow, nhiều quá, nhiều quá. Ừ. Có gì nữa? Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Wow. Đây nè, quá trời luôn, quá trời luôn. Wow. Quăng có khó không? Dạ. Quăng cái này có khó không? Dạ, biết rồi thì dễ, nhưng mà không biết thì khó. Dạ. Rồi đi lên nè. Rồi xong rồi hả? Dạ, lên trên góc đó. À, lên nữa ha. Dạ. Ui à. Qua bên đó ha. Ôi trời. Ôi ghê quá vậy. Ba mày còn xạo quá. Còn nhà mày cũng đi luôn. Mày nhập. Ấy, xạo quá. Nhưng mà thích. Đi theo em này. Cái chỗ này là chỗ hôm qua mới bị sạt lở nè. Wow. Có cá không? Wow, quá trời luôn. Chỗ này nhiều quá. Ừ. Cá này là cá gì vậy ta? Dạ, không biết tệ, kêu cá suối hả? Dạ. Cái món này mình về mình làm cái gì ăn? Dạ, mình kho hả? Dạ, kho.
kho như nước mắm ha. Dạ. Kho khế chua. À khế chua. Wow. Cá này giống cá bóng nè. Dạ cá bóng đi. À cá bóng. Ấy à. Quá trời luôn, chỗ này nhiều quá. Hết rồi. Hết rồi. Ủa rồi còn em kia đi bắt cái gì? Bắt cá leo. Cá leo hả? À. Nãy giờ có bắt được con nào chưa? Rồi, cầm lên nghe. Đi lên luôn hả? Ôi khoan lại đây chậm. À, các cô chú bác biết không, hiện tại con đang ở xã Đa Năng, xã Đa Năng thì này thuộc tỉnh Quảng Trị. Thì khi mà lên tới đây nè các bác, thì sóng điện thoại là không còn. Đầu mây mưa, bắt đầu chuyển mưa đó nè các bác. Đó, trên kia thì có một cái loa. Đó. À, phát từ thiện đó nha. Thì như các bác thấy á, thì mỗi một hộ gia đình vậy sẽ có một cái bình nước, rồi mì gấu đỏ và mùng mền, tất cả đều là đồ mới nha phải. Ngoài ra thì mỗi người sẽ được nhận được thêm một cái phong bì, thì mỗi một phong bì như vậy là 500.000. Đây là một phần nè các bác, mùng mền, gấu, gói đỏ đó. Và 10 cân gạo, 10 kg gạo chứ, 10 kg gạo, một thùng gấu đỏ, rồi đồ ăn và một bao thư. Thì mỗi một bao thư như vậy là sẽ là 500.000. Nãy em thấy là có một cái đoàn chạy vô trong kia luôn. Ừ. Hôm nay rất là đoàn rất là nhiều. À. Giờ hết gạo rồi, cho thêm tiền gạo. À. Hết gạo cho thêm tiền. Hình như một bao là 500 đó. À, một bao gạo là 10 kg 100, 100 ngàn, 10 kg 100 đi, 100 mấy, 100 rồi cho thêm 100. Dạ. Cho người thêm 100. Hết gạo rồi. Dạ. Thêm gạo. Em cũng được rồi. Dạ. Hồ Văn Lừa. Hồ Văn Lừa. Hôm nay đồng bào mình được nhận tới hai đoàn sự thiện, cho nên rất là nhiều. Còn phần này là của đoàn từ thiện của mình, còn phần kia là nói chung là giờ lẫn lộn hết rồi, hai ba đoàn nhập vô. Hiện tại bây giờ là 1:30 ngày thứ sáu. Do trên đây là nó không còn sóng, không còn mạng, nói chung là bị đứt liên lạc với bên ngoài luôn đó. Vô đây là coi như là không có cách gì mà được liên lạc với bên ngoài hết, cho nên bây giờ 1:30 trưa mà các cô bác thấy không, bầu trời không có nắng, không có gì hết. Nhìn nó giống như là 5-6 giờ chiều vậy đó. Trời gió rất là lạnh mà ba mẹ cậu lên tới đây là coi như là không còn không biết gì về thế giới bên ngoài luôn á, giống như là những người trên đây họ sống giống như là một cái kiểu mà biệt lập. Tại vì nè, không có điện thì thấy có rồi, có điện rồi, nhưng mà không có nước ngọt nè, họ phải sử dụng bằng nước suối. Rồi ở đây là chắc
Rồi ngoài ra là không có tivi, không ơi không có tivi có không ta? Cũng không thấy có tivi. Nói chung là không thấy nhà nào có tivi cả. Rồi nói chung là vô cái nhà nó trống lóc rồi, không có gì hết. Thì một cái người mà như là ba Michael sống ở quen ở xã hội bên ngoài đó, thì vô đây là cảm thấy nãy giờ nó hơi hơi ngứa tay ngứa chân, tại vì cái thói quen của mình nó thường hay mất cái điện thoại ra mình check tin nhắn hay là gì đó. Nhưng mà khi vào đây thì mấy cái này là chắc phải bỏ. Những người nào mà muốn mà cai nghiện mà Facebook hay là YouTube hay gì đó thì lên những cái chỗ này nè, bảo đảm muốn cũng không được. À, giống như giờ ba Michael bình thường á, những lần trước á, thì lên là bây giờ là ngồi là check tin nhắn hay là gì đó, nhưng mà bây giờ không có gì hết, cho nên bây giờ livestream ngồi nói chuyện tự sướng với các cô chú bác. Và các em mình nó nhìn mình quá trời nè, nó thấy chuyện lạ quá, tự nhiên có cái ông gì đó mà ông ngồi nói chuyện. Đây là một cái chợ phiên heo cá suối. Đây là một cái buổi chợ phiên. Các quá không? Đây là một buổi chợ phiên của người nè. Có gà, cá. Cá này. Cá này giống cá trê. Đây là cá rồi đó. Nó bị sạc lỡ. Ôi chết rồi, chết rồi. Xe bị hụt rồi. Từ từ. Đó. Cá cười có thấy không? Hụt rồi đó. Nó tuột nghe ra. Đây là một chỗ bị sạt lở nè các bạn. Lại bị sạt lở. Các bạn ha. Tuột, né ra. Đây nè các bạn, sạt lở quá trời. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Bây giờ là ba mẹ còi đã có mặt tại con đường Lê Duẩn, ở ngay thị xã, ở không biết thị xã hay thị trấn đây, nhưng mà nơi đây được gọi là hồi xưa đó là Khe Sách, ở nó thuộc về huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau lưng ba Michael đó là MB Bank. Con đường này là con đường Lê Duẩn. Rồi cái con đường xéo góc bên đây nè bác, thì đó là con đường Nguyễn Trãi. Đây là trên miền núi nè bác, cho nên rất là ha. Đằng kia núi chập trùng, nhà xuống đồi. Còn đây là đường phố. Đây là cái món nổi. Sang ở hầm cây Khe Sông, cầm sông bằng đường. Hiện tại ba Michael đang có mặt ở tại thị trấn Khe Sông. Thì như các cô chú bác đã biết á, thị trấn Khe Sông này hồi xưa đây là một cái trong những cái cứ điểm rất là quan trọng của quân đội Mỹ. Đường xuống. Con đi bộ một chút xíu. Nơi đây là hồi xưa là nó có được nổi tiếng là hàng rào điện tử nè, mắt Manara gì đó, và phía bên miền Bắc thì họ gọi đây được ví như là cứ điểm thủ thứ hai Hà Nội, Sài Gòn. Ủa sao đi lên tới đây chúng ta? Lao Bảo. Lao Bảo Mỹ Đình Bắc Ninh. Đây là đi từ Lao Bảo đi về Hà Nội.
À, bên đây là huyện Hướng Hóa nè, ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa. Con đi dạo một vòng, đây là trung tâm. Trời rất là se se lạnh vậy đó, dù đây là buổi trưa thì có thể đây là trên miền núi. Ở đây xôi gà, miếng gà, ăn nước thịt luộc. Rồi, nếu mà đi thẳng thì chúng ta sẽ đi về cách Lao Bảo 20 km, còn đi Sa Chầm là quẹo tay trái đây, đi Sa Chầm. Nói về tới Khe Sanh thì người ta nói nổi tiếng về cái trận đánh Đường Chính. Nơi đây là cái một trong những cái cứ điểm quan trọng lắm. Nó được gọi là hồi xưa quân đội Mỹ đóng ở đây, đặt cái cứ điểm Khe Sanh đây là để chủ yếu mục đích là để ngăn chặn cái sự viện trợ của miền Bắc đi vào miền Nam, và muốn bẻ gãy cái con đường mòn Hồ Chí Minh. Tại vì sao? Tại nơi đây là nơi mà như là đường mòn Hồ Chí Minh nó sẽ đi qua. Con quay con đi con cầm tay nha các bác, cho nên nó hơi rung. Bác ơi đỡ giúp con nha. Con không có đem cái đồ chống rung. Đó, từ đây là ngay chỗ ngã tư này nè, nếu mà đi thẳng luôn chúng ta sẽ đến cửa khẩu Lao Bảo. Còn bẻ tay trái thì đi về Sa Chầm. Đây là có một tiệm bánh mì Mexico. Chúng ta đang ở trên miền núi đó các bác, cho nên bầu trời nó mau tối quá. Mới có 2 giờ mấy, 1 mấy 2 giờ mà nhìn trời không thấy mặt trời đâu hết. Đây là chuối chiên. Một bánh chuối chiên, trời lạnh lạnh này mà ăn chuối chiên là số 1 luôn. Rồi, đây là đi xuống dốc nè. Còn kia là đi lên dốc. Con đường này là con đường chính Lê Duẩn, còn con đường này là con đường Hùng Dương. Bên trái Hùng Dương. Con đường này là con đường Hùng Dương này các bác. Đông Hà, bên kia là bún Huế, giò chả, cháo bột lăng. Ở đây con thấy rất nhiều trung tâm rồi nhiều ủy ban, như vậy có thể nơi đây được gọi là trung tâm thị trấn Khe Sanh rồi các bác. Bánh chuối chiên. Quá lạnh quá, lạnh quá. Gió thổi lạnh lắm. Biển số xe ở đây là biển số 74. Bảy mươi bốn này thì có thể nó thuộc về Quảng Trị ha. Quảng Trị 74. Nơi đây trước năm 75 là
ai mà ở khu này đều sợ hết, sợ lắm. Nơi đây nếu mà tính về mà các vùng chiến thuật đó, thì nơi đây là vùng một chiến thuật Quảng Trị. Kiến trúc những cái căn nhà ở đây nè, con không biết rằng là nó có khác gì so với trước năm 75 không. Không biết là có các cô chú bác nào đã từng đóng quân ở tại căn cứ Khe Sanh này không. Còn ở đây là Ủy ban Nhân dân. À, con không biết hồi xưa là ngay tại Ủy ban Nhân này hồi xưa đó là gì. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thị Kim Dung. Đây là một cái phòng khám. Ủa đâu phải. À đây, phòng khám đây nè. Ồ, đại lý internet luôn nè. Yasuo Gaming, phòng VIP tốc độ cao. Và gió thổi lạnh quá các bạn. Lạnh lắm. À. Đây là một trong những cái căn nhà dưới đò. À. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.